Hello, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ ra xem coi hai mẫu với bà nguội đang làm gì nha. Wow, đây rồi. Hai anh em đang làm gì đó? Nhìn con mèo Hai anh em đang chơi game nha. Bà Mẫu với bà nguội ơi, nói nghe nè. Khoan, ngưng chơi game lại. Mẹ hỏi nè. Hai em muốn ăn cái gì không? Có đói bụng không? Anh hai đó không? Rồi anh hai cũng chơi game nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ muốn ăn gì mẹ làm nè. ăn chút chết Ăn xúc xích phải không? Rồi chéo đi, bà muội đi lấy xúc xích cho mẹ chiên nha. Đi thôi. Chào mẹ. Bây giờ bà muội sẽ cùng mẹ vào bếp để làm xúc xích nha. Cất 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 điện thoại đây đi. Đi thôi, muội rồi. Muội ơi. Xuống được tủ lạnh trước luôn. Đây, xúc xích đâu? Xúc xích ngăn nào? À, đây rồi. Bà muội ra tìm xúc xích nha. Wow, con đại mũ luôn. Đại mũ luôn. Bây giờ mẹ cái xúc xích này mẹ làm cái dạng như bà hóc đất nha. Xúc xích chiên giòn nha, mũi chịu không? Lăn qua bột để làm gì đó mũi biết không? Hả? Đúng rồi, làm lăn qua bột rồi mình không có bột xù á, mình sẽ đập cái gói mì tôm nhuyễn ra các bạn ơi. Đập gói mì tôm ra rồi bắt đầu mình lăn qua nha. Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp với hai mẹ con xíu muội nha. Rồi muội đập mì tôm nhuyễn ra cho mẹ nha. Không có được ăn vụng nghe chưa. Ăn vụng thôi, đập gói mì tôm đi rồi mẹ đi pha bột nha. Bây giờ mình sẽ pha bột. Bây giờ mẹ sẽ tráng bột lên xúc xích. Muội lắc chảy ở đó muội ơi, lắc 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 lên đi rồi mẹ bắt chảy dầu. Hôm nay ba mẹ con xíu muội lại tiếp tục ăn một cái món nữa, đó là xúc xích và phô mai que. Đây là xúc xích á, mình bắt chước ở trong cái bữa mình coi cái clip 5 phút thủ công á, cái người ta làm bột chiên giòn, cái người ta phủ cái mì tôm vụn lên nè. Đó, mình ăn thử coi nó ngon không. Nè bà muội ăn thử xúc xích đây mà bây giờ là mình sẽ ăn thử phô mai que trước nha. Để phô mai quen lát nó nguội á, cái mình không có kéo sợi được. Má ăn phô mai quen nha. Cậu ba. À đúng rồi, có cậu ba, khách mời cậu ba sẽ ăn xúc xích, ăn thử xúc xích đi. Còn mình sẽ ăn cho má ăn phô mai quen nè các bạn ơi. À, xúc xích này. À, bữa nay là phô mai quen nó được kéo sợi nè cậu ba, nhìn em nè nè, đã chưa. Bữa nay kéo sợi được rồi, đúng rồi, đã quá. Tại nó còn nóng nè. Wow, bố ơi. Đừng má, để mẹ cho má ăn phô mai que kéo sợi. Rồi sắn ở trong sắn nó vô. Còn hơi nóng. Đúng rồi, tức luôn. Nó nóng nó mới kéo xa sợi được, còn nó nguội là nó không kéo sợi được. Nước chấm của mình hôm nay là tương ớt với mayonnaise nha, còn bằng muội thì chấm tinh cà với trời. Ăn xúc xích luôn hả? Muội cho cậu ba chấm với muội. Nước chấm cậu ba là xíu muội là tương cà với mayonnaise nè cậu ba. Khỏi chấm à, má ăn khỏi chấm. Đó, hôm nay có khách mời cậu ba nữa mà không có ghế ngồi, không có đủ ghế là cho cậu ba ngồi phía sau. Ăn phô mai que không? Phô mai đi. Nè ăn phô mai. Thử. Ủa phô mai que không? Yeah. Vậy là ngon quá. Yeah. Bây giờ mình sẽ ăn thử phô mai que. Wow, cái sợi đã quá. Bữa trước á chiên cái mình không có biết, cái mình để hơi nguội nguội mình ăn, cái lúc mà kéo sợi ra nó bị đứt. Quá hết đã luôn. Chết rồi phô mai. Phô mai quay ăn ngon cực kỳ. Tiếp tục nha. Wow.
Mời các bạn nghe, homemade quê cực kỳ ngon mà. Giỡn của đó à. Mình để ngoài trời á, gió thổi cái nó nguội á, cái hết cái sợi rồi. Làm sao? Bạn Mùi chuyển qua xúc xích rồi, bạn Mùi ăn thử xúc xích rồi, sao bạn Mùi? Nghe nhiều vô nha. Ngon không? Số mấy? Số 10. Trời ngon số 10, số 10 nó ngon số 1, số 2 thôi, thì ngon tới số 10 luôn. Số 10 là phải ăn 10 cây nha. Ở giờ má có ăn không? Má ăn không quen, má không biết trước mà cái sợi đó nè. Cắn nha, cắn cây là cái sợi. Đó. Nó cái là một sợi dài luôn. Ngon quá. Mười cái là ăn mười món luôn. Đâu phải. Chiên có 5 cái xúc xích là đâu lấy đâu ra 10 món để ăn. Ăn 10 món là còn bao nhiêu ăn nữa? Thôi mày quen nữa đúng không? Bây giờ mình sẽ ăn thử xúc xích. Chang chang chang. Mời các bạn nha. Thử ơi. Nó giòn cực giòn không? Xúc xích ăn ngon thiệt. Xúc xích ăn ngon quá. Xúc xích có mì tôm á. Xúc xích ăn ngon ha. Thay vì làm bột chiên xù mà cái này mình làm mì tôm á, ăn nó giòn. Cũng giòn nhưng mà ê đừng. Anh hãy phá. Cái mì tôm nó cứng. Nó cứng hơn cái bột chiên xù nha các bạn. Cậu ba ha. Cậu cắn miếng bự quá em ơi. Cậu ba, cái mì này nó cứng hơn cái bột chiên xù. Làm bột chiên xù á, ở ngoài nó bột xù nó mềm hơn, còn mình làm cái vụn mì tôm thì nó hơi cứng hơn. Mọi cho cậu ba chấm miếng mọi. Ăn cứng. Mọi cho cậu ba chấm miếng. Rồi. Chấm tương ớt với marinade rất là ngon luôn. Ba cậu cháu còn mũi thì ăn tinh cà. Quá ngon luôn nhưng mà có điều mà nó hơi cứng lắm. Cái vỏ ngoài nó giòn mà nó cứng. Nó cứng hơn bột xù. Bạn mua cho biết cảm giác xúc xích sao? Bạn mua khoái ăn mì tôm nên bạn mua lột cái vỏ của nó ăn luôn. Hai bị mũi cắn là gì hai? Hai ăn nữa hả? Anh hai thì ăn cái cứng này không được, lột cái da ra cậu ba. Cho hai ăn phúc thích không á. Cái này cứng anh hai không được đâu. Nãy giờ ăn quá chừng mà. Vậy hả? Thôi cho anh hai ăn phô mai que nè. Wow, cái sợi nữa nha. Wow. Đứt đoạn. Mẹ ơi, bây giờ mẹ kéo nữa ơi. Thằng mùi dụ mẹ hả? Kéo nữa ơi, con không có dùng nữa đâu. Công nhận bữa nay làm hai cái này đều ngon hết. Xúc xích và phô mai que đều ngon. Xúc xích này của ai? Của ai mà lột da hết trơn hả? Còn có cái ruột không vậy? Của cậu ba hả? Cậu ba ăn kìa cậu ba. Đúng rồi. Bạn mũi thì thích ăn dở, một anh hai thì thích ăn ruột, cho nên bạn mũi lột cho anh hai hả? À? Cho anh hai đúng rồi, cho anh hai ăn này là đúng rồi, đúng bài đúng cách luôn. Một bạn ăn dở, một bạn ăn ruột, đúng ok, cho bài bản hết luôn. Ngon quá. Còn ba xin chấm hoài. Quá hấp dẫn. Má ăn không? Mời các bạn, mời cô chú anh chị và các bạn nha. Hai anh mời. Anh mời ơi, đưa xuống cho cậu ba, đưa xuống cho cậu ba rồi. Cảm ơn Mão nha. Mão này giỏi quá. Rồi nè. Của con phải ăn. Ôi, nhai đi. Cái nhỏ nhỏ thôi. Còn một họng chưa nhai xong. Quá đã luôn. Ăn hai cây xúc xích này với hai cây phô mai que này là no khỏi ăn cơm luôn á, nó căng bụng luôn. Nãy ăn mấy con cây phô mai với cây xúc xích mà muốn no. Gì vậy?
anh hai đi bán, hai bán ai mua, ai mua xúc xích không? Có chứ con. Anh hai bán phô mai que lắc và xúc xích chiên lắc. Lắc không? Ai mua xúc xích không? Ai ăn phô mai không? Que. Ông mỗi bị gớt. Gớt ghế luôn. Ngon quá. Ăn còn thằng cái cây nha con. Anh hai ăn xong chua hả? Nhìn nghe mẹ coi coi. Thôi từ 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 hắn đốt, anh hai còn ngậm nguyên mẹ. Nhiều lắm. Ăn đi. Cô ba còn đốt nữa. Còn quá sẽ ngon, quá sẽ đã. Gớt rồi đó, cắm lên lấy cái cây chỉa lên ăn. Có không? Phê quá, phê quá. Anh mới có một cây thuốc xích với một cái phô mai què mà phê quá. Anh hai chào đi. Chào cô chú anh chị và các bạn đi. Thấy không? Chào. Anh hai nói thôi được rồi, bye bye. Ê, đừng. Các bạn ơi, vậy là cái video ăn phô mai que và xúc xích chiên giòn của mẹ xí muội đến đây là kết thúc nha. Chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Bye bye. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, may mắn và bình an. Ôi, anh hai làm cái gì đó á? Cái này nó nguội rồi, hết kéo nổi rồi. Nó đóng ăn miếng nữa. Nó đóng bằng, nó đóng bằng, nó đóng bằng.